sao bữa nay đẹp dữ vậy trời? Anh nóng bỏng quá vậy ta? Em có biết tại sao anh đổ mồ hôi dữ vậy không? Dạ. Tại em. Hot quá, hot. Có một cái dòng gì nó mới vừa luôn. Giảng tiếp, giảng tiếp. Hai. Chào mừng các bạn đã đến với nhà chung của team Người Làm Vua. Chào mừng năm thành viên với năm tính cách khác nhau. Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ để hoàn thành. Các bạn nên nhớ, trong những tình huống các bạn không được cười, bất cứ người nào cười sẽ bị gương. Chúc các bạn sẽ hoàn thành thử thách của ngày hôm nay. Ký tên dùm cuối. Vậy hả vậy? Bây giờ cười là thua đó. Bây giờ mình cười trước đi, mình chưa có những nhiệm vụ mà khi nào mình những nhiệm vụ mà không được thôi. Bây giờ xả đi, xả đi, xả đi. Kiếm nhau, kiếm nhau. Rồi, được chưa? Đang làm gì vậy? Không, lấy dao đâm vô xì hơi ra là lấy được khỏi cười. Rồi, cái miếng sâu sắc quá. Thôi mà, dù sao tôi ở đây cũng là người lớn tuổi nhất. Tôi là người cầm quyền ở đây. Tôi là người sẽ là quyết định để xem những đội chơi mình sẽ chia cặp ra sao, mình vượt qua thử thách như thế nào. Đúng rồi. Đó. Nha, bữa nay như nhiệm vụ quen thuộc, nhưng mà có lời góp ý của ông Trùm Cấu á, là mình phải đặt một cái biệt danh dành cho từng thành viên. Giống như em là bé Điệu thì mọi người đã quá biết rồi. Tôi thì tôi không có đẹp, thì tôi sẽ tự đặt cho tôi là bé Đập. Tôi là bé Đập, mọi người tự đặt tên đi. Gì? Em là bé Được. Bé Được là bé gì? Bé Được thì ai gặp em cái gì cũng được cái đó hết trơn á, muốn gì được đó đúng không? Em là luôn luôn xì. Em là bé Đù. Vậy nếu mà mọi người vậy thì em sẽ là bé Đẹp. Ừ, được. Bé Đẹp hả? Bé Đẹp cũng đẹp. Bé Đẹp. Bé Đẹp. Đẹp là bên đây rồi. Không, bé Điệu. Em là Điệu. Bé Đập. Mình đờ hết đi. Bé Đù. Em là bé Đẹp. Bé Đập. Tên liên quan gì? À, bé Mít Đặc thì nghe nó có hợp lý hơn. Đặc nghe có vẻ nó dày cơm. Bé Đen. Đây là bé Đen, sao là em nè. Hồi nhỏ, anh thấy cái hình hồi nhỏ của em rồi. Bé Đen. Ok. Bé Điệu. Bé Đen. Bé Đập. Bé Đẹp. Bé Đù. Cười là thua đó. Cười là thua đó, mình ta phải tập luyện đi. Đây không phải là chương trình nó thiên về giải trí không, mà còn để cho 5 anh em siêu nhân mình phải tập luyện được cái tính kiên nhẫn, tự kỷ ám thị và rèn luyện được cái khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình. Ê, ai vô chút chơi vô diễn ai. À, bé Đập. Đúng. Đúng không? Bé Đập. Kêu bé Đập. Ờ, đã vô diện còn vô duyên. Đám cưới ổng nè. Thấy không? Đám cưới làm đâu? Vậy đám cưới sao? Đám cưới là mời. Rồi xong rồi. Luôn nhìn là biết rồi. Thôi để người để người già đọc cho. Đưa bị thương áp lực tâm lý nữa. Nhiệm vụ số 1. Tên trò chơi: điều khiển ngược hướng. Bước 1. Toàn đội chúng ta sẽ chọn ra những cặp đấu tự chia. Rồi. Bước thứ 2. Từng cặp sẽ chọn ra người điều khiển và người bị điều khiển. Bước thứ 3, người điều khiển chỉ hướng nào cái thì cái người đối phương sẽ phải lắc cái đầu theo hướng ngược lại. Dễ. Chú ý, động tác cần phải mạnh và dứt khoát. Hiểu à. Và đương nhiên, cười là thua. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ sẽ là trận đấu bán kết 1 giữa bé Đẹp và bé Đen. Sẵn sàng chưa? Giờ em đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Trời. Rồi. Và lần rồi thứ hai. Em thắng rồi đúng không? Đúng rồi, lần thứ hai nè. 1 2 3. Như vậy là hiệp 1, 1-0 dành cho Thùy Vy. Bé Đẹp. Bé Đẹp đã được 1-0 rồi, dẫn trước. Ôi, em liệu quá. Nè, cố lên bé. 1, 2, 3. Tân mặt bị gì á, em cảm thấy khó chịu khi mà một người cái mặt cổ vũ á, cái mặt trước mặt em mà như vậy làm em không có chơi được. Cặp trên chơi hò chơi em thấy giống như ảnh tém cái mỏ anh lại hay sao á. Đi nè, 1 2
2, 3, 3. Yeah. Chưa, em cho em mà. Cười chưa? Chưa cười. Ok, vậy là còn bạn quê nữa. Còn một cái quyết định nè. Quyết định nào? Một, hai, ba, ba. Yeah. Yeah. Vậy là tỷ số vậy rồi. Một đều. Một đều, một đều. Một đều rồi. Hiệp ba, hiệp ba. Hiệp ba hiểu quyết định nha. Hiệp ba hiểu quyết định nha. Em trước nha. Ráng được. Một, hai, ba, ba, ba. Ghê. Ok, ok. Né được lần nữa là thắng đó. Hai, ba, ba, ba. Lật đật. Trời. Trời. Nát người. Nghe muốn dập parabol luôn á. Như vậy là, như vậy là bé đẹp, em đã giành chiến thắng ở hiệp cuối. Ủa cùng gì, là tỷ số 2-1 em thua rồi. Chuẩn bị nha, sẵn sàng nha. Vô. Nhìn kỹ ngón tay à. Ai gì vậy hả? Cho Phạm Huy. Phạm Huy cũng bị quýnh. Trời ơi. Nè, tiếp nè. Nè, nữa nè. Rồi vô. Cười nè. Cười, cười, cười. Cười vô nữa. Cười. Cười. Bây giờ hiệp 2. Nhìn vô tay em nha. Tại người ta không giỡn đâu, bây giờ không chứ. Giỡn mặt. Hay vậy. Hưng, Hưng ngược lại đối xứng bà. Lại đối xứng. À vậy hả? Đối xứng. Lại lại lại. Lại lại. Gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hả? Lại sao bị ho mà ho. Ủa sao rồi sao làm lên làm xuống là sao ai thắng vậy là. Như vậy là em thắng ở hiệp 2. Tỷ số bây giờ 1-1. Bây giờ là hiệp 3, hiệp quyết định cuối cùng nha. Còn ai? Bắn là chết nè. Nè. Cười nha. Cái miệng nè. Cưng à, đệ à, quyền huynh thế phụ. Trả thù. Anh thích cái này. Trả thù. Trả thù, có sai. Ok. Set 2 của hiệp 3 bắt đầu. Nè. Bắt đầu. Nè. Rồi mới cứu ghê trời. Cười nè, cười nè, cười nè, nè, cười nè. Mới đi cũng cười kìa. Trời ơi, không có cười. Không có cười. Có. Không. Mày đặt thấy ai cười không biết ta. Trả thù. Á. Gì hoài vậy? Thắng là quyền quýnh mà. Vậy là set 2 của hiệp 3, Tân Trời tiếp tục thắng. Đồng nghĩa việc tỷ số 2-1. Sao cười vậy? Nói không nổi. Bé. Đù. Thế gì? Chiến thắng. 2-1. Chúc mừng bé. Giờ mình có. Giờ tụi mình thắng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Giờ chúng ta đi. Ủa trời ơi. Vậy là em nhận cái đầu đó. Người nào thắng gặp tôi. Thôi vậy em thua rồi. Thua cái gì? Thua chắc rồi em ơi. Em thắng vậy là hên thôi. 1, 2, 3. Hưng nó chứ ngược lại. 1, 2, 3. Ghê thiệt. Ghê trời. Set 3 của hiệp 1. 1, 2, 3. Ba. Ghê trời. Hiệp 1 rồi. Bé Đù đã vượt qua được 2 lần. 1-0 nghiêng về cho bé Đù. Bây giờ sẽ là set 1 của. Cười nè, cười nè. Ủa này bé ơi. Tao thôi, sao gì sao chơi. Ấy gì sao chơi. Cái gì vậy? Ui nào? Nhẹ mà. Come here baby. Ổn không em? Em ổn rồi. Ổn không? Ừ. Ổn rồi má. Đau quá. Tối nay sao về cố lên Vi ơi. Gì vậy? Trời ơi nhẹ thôi má ơi. Chỉ là em cười hổ chị luôn nè. Bố mà mặc quần lộn bông quá. Nhẹ mày. Tao thiệt, phải đâu giỡn đâu. Rồi, xếp, xếp, xếp. Như vậy là xếp 1 của hiệp 2 là. Vừa rồi là sao? Nghiêng về cho mấy đủ. Đáng đi. Xếp 2, hiệp 2. Cố lên đẹp. Cố lên Vi ơi. Xếp 2, hiệp 2. Cố lên đẹp. Anh đẹp. Anh đẹp. Gì vậy? Ủa sao đứng cứ ngắt vậy? Dạ, rõ hình đó. Lại, em nhích con xíu. Lại nha. Từ từ. Nó chưa kịp chuẩn bị luôn á. Thêm lần nữa. 1, 2, 3. Ủa gì vậy? Ủa luôn á. Tự Vi tự diễn. Anh Quang, anh Quang.
khẩu gì nữa. Anh Quang, anh Quang đó, đặt anh Quang. Vậy lại không thể, không thể. Tao mong quá. Như vậy là hiện tại set 2 đã quyết định là em cũng bị thua rồi. Tổng tỷ số là 2-0 rồi, em out. Thu ra đi. Thua luôn, thua luôn. Thôi được rồi, chung cười. Anh cười đó. Đau thiệt quá. 1-0 nha, 1-0 nha. Set 3 của hiệp 1. Nhanh lên đó. Hết. 1-0. Ừ, trời vợ, vô. Cái gì vậy? Đâu bác? Anh thua nè. Cái gì anh tự vậy chứ, tự tự chứ. Ai biểu anh thua nè. Thôi nè, lẹ. Rồi nè. Một lần rồi đó, thua một lần. Chậm nữa. Cái gì chậm mà chậm? Quá nhanh luôn, quá nhanh luôn. Ok, hợp lý ha, hợp lý ha. Lần 3 của hiệp 2 nè. Gơ chưa? Không vậy đâu. Miễn sao tôi đi theo hướng ngược lại á. 1-1. Trời ơi cưng. Vậy là qua set 3 của hiệp 2, tôi đã... Cười. Không biết luôn á. Ai biểu cười? Cười nào quay nè. Ai biểu cười? Tại cái mặt này. Làm trọng tài là không có được cười. Vậy là hiệp 2 quê hả? Quê. 2-0, tôi vẫn 2-0 rồi. Dạ, tôi thắng rồi. Yeah. Ủa, làm trọng tài ơi, chơi này chơi, chơi vậy. Tự nguyên, tự nguyện. Chơi, chơi. Đúng rồi. Chơi mình luôn đi. Tử ơi, giờ chơi em tét nít luôn à. Ra là chùm cuối phe cánh với ảnh là chứ đâu ra. Tự sắp đặt, tự thắng luôn. Trời ơi, già cả kinh nghiệm nhiều thì phải thắng thôi. Bình thường thôi mấy đứa ơi. Cảm ơn. Cười, cười, cười. Quốc mạnh chứ. Thôi thôi, ai mất đi, ai mất đi. Đây, tỉnh nè. Nhiệm vụ 2, tên trò chơi là ống hút thần thánh. Hai người chơi ngồi ở hai đầu ống. Ban tổ chức cho một con vật vào ống. Hai người chơi ở hai đầu thổi để con vật không lọt vào miệng mình. Chơi mình luôn đi. Nếu mà con chó đó là nghỉ chơi nha. Đúng rồi. Con gì vậy? Chơi. Rồi, bắt đầu. À, chuẩn bị nha. Giống con lụa da bôi quá. 1, 2, 3. Vô chưa? Vô cuối hả? Vô ai vậy? Trời ơi. Ừ. Ê, coi như là thua. Đây là con dế. Trời. Gán lên em. Quay. 1 2 3. Trời nhỏ chơi. Có ai đó ăn giấy không vậy? Nhỏ chết ngắt luôn rồi. Kết thúc chương trình, kết thúc vòng thi này. Anh Hoàng Đá Bơ lại là người chiến thắng đi. Yeah, trời ơi. Bé đọc mà. Nãy giờ cho để trò nào là anh cũng thắng hết trơn. Không đâu, cái gì luôn, kinh khủng mà. Thế mà giờ được cười rồi phải không? Cho cười, 5 phút giải lao. Cho cười thiệt, không quýnh, cho cười. Anh cười rồi. Trời ơi, quá rồi. Xong. Dạ, bây giờ sẽ là nhiệm vụ thứ 3. Trò chơi gương thần. Trò chơi yêu cầu tương tác với sự lầy của cả người đóng gương và người soi gương. Cách chơi: người vào vai soi gương nói và làm những động tác để gương nói và làm theo. Rồi, hiểu không? Hiểu không? Có ai hiểu không? Hiểu gì không? Hiểu không? Hiểu rồi. Mới đặt đem đồ chơi ra. Trong này lấy gì vậy? Không biết. Chơi quán đồ gì? Cứ quán đồ gì đi. Ai thắng sẽ là người chủ đi soi gương. Người thua sẽ là bản sao. Ok. 1, 2, 3. Rồi thắng. Em thắng. Rồi xôi luôn. Xôi luôn. Rồi bây giờ mình tiết lộ bí mật đi. Ván mà. Rồi, cha mâm quả nè. Ủa cái gì vậy? Ủa? Giống nhau giống mà. Giống nhau mà. Ly nước thôi mà. Trời ơi, giống nhau. Bé đập. Cái nào là dành cho người soi? Không biết luôn. Rồi giờ chuẩn bị nè. Nè, hãy soi theo cái động tác tuyệt vời của ta. Lan Trinh à, bạn chỉ có 3 phút thôi nha. Ồ, 3 phút. Dạ. Dạ. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy đi theo động tác của ta. Hãy đi theo động tác của ta. Ta là đẹp lắm. Ta là đẹp lắm. Đẹp lắm.
Xong. Xong. Tới ngược lại. Tới em ngược lại. Chuẩn bị chưa? Chị phải nói em chứ. Chuẩn bị chưa? Chị phải nói em chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chưa! 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 Mày biết cười nè! Chưa! 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 Cười kìa! Cười kìa! Trời quá nhìn trời mà cười! Là đập! Cười! Cười hả? Đi ra đây! Bước ra đây! Cười! Đó! Xong! Giờ tới em đó! Tới em hả? Em đó! Người quyết định nha! Quyết định nha! Em đang thắng rồi mà! Em hồi nãy là cười. Hồi nãy em cười trước em thua. Không phải tính là cười nhưng mà em vẫn là giống y chang bé. Trời ơi, ai cũng giống hết trơn á, quan trọng là hồi nào là em cười. Thế này em thua này đang còn một đều rồi, dán quyết định. Rồi một đều. Dán quyết định nè. Vô. Hôm nay hả, mình phải kiếm một cái người để mình đút nước cho người ta uống. Đút nước. Đi làm mất tiêu rồi. Chưa ra đây, chưa ra đây, ngồi yên đó. Rồi, nè, ra uống nước nè, uống cho con nè. Ôi, cũng lên. Dạ. Ủa, kìa, xong rồi. Xong. Thế nghĩ đây phải là trò chơi gương thần, mà đây là trò chơi tạt nước. Trời dư. Như vậy là trận đấu vừa rồi. Quê. Cái này vui nè. Đẹp nói đó. Cái này mới vui nè. Thôi bây giờ trò này em với anh Hoàng sẽ chơi với nhau. Trời, ok. Ok. Em với anh Sìm Sầm. Tướng Phong luôn. Thắng làm gương. Thắng là người soi gương. Là người soi gương, rồi. Còn thua là người bản sao. Vô. Nhưng mà mấy cặp còn lại cũng chơi đi hả? À đúng rồi. 2, 3. Ở đầu vô cười được. Chưa, chừng nào đi đấu. Đúng con kia, đối xứng mà. Rồi. Giống như đồ ăn ngon quá. Bị bẻ ốm nước mạng, bị béo phì. Để xuống. Để xuống. Lấy miếng khác. Lấy miếng khác. Dạt nó vô. Dạt nó vô. Dích lên. Dích lên. Dạt. Không được cứ gạt. Không được gạt. Đút cho nhau. Bỏ miếng này xuống. Bỏ miếng này xuống. Rồi cái miếng này đâu. Cái miếng này đâu. Đây. À đúng rồi. Đây nè. Thẳng hơn. Come on. Lên. Thiện bự ra. Sát vô. Lên. Bình thường nè. Bình thường nè. Chạy nước mắt luôn, đúng tội luôn á. Tính ra bàn này anh Tuân làm được giống y chang anh Hoàng mà. Anh Tuân làm thắng. Anh Tuân thắng. Tôi là người là chịu ra đề mà. Anh Hoàng thua. Anh Tuân làm được, anh Tuân thắng. Đúng rồi. Ok. Wow. Me là nhìn là biết là phải ai rồi. Ủa nhưng mà sao me này với me đó khác nhau vậy? Trời ơi, đừng nhận thôi, đừng nhận thôi. Hiểu rồi. Đây nè. Quảng Tồn C. Hay quá. Cái nào vậy anh? Em là người soi gương. Cái nào ngon? Ừ, nói tùy. Em làm sao cho thông minh để đổi gì thì em làm. Ủa là sao? Bắt đầu. Em bóc thử bên đài. Ok. Em lấy lên. Lấy rồi. Ăn me. Thua đó. Ăn mè. Ăn hết trái luôn. Trời ơi, nhìn mày muốn dập bẻ luôn á. Ngon quá.
Trời ơi, nghe mà buốt xương, trời ơi. Cười vậy? Đã không? Mớm à. Rồi, hết 3 phút, sao? Dạ. Trời ơi, có thằng này. Nào, quỷ em thắng. Trinh thắng. Yeah. Bây giờ sẽ là trận đấu giữa bé đen và bé điệu. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Anh thích gì? Coi ai làm gương nào. 2, 3. Rồi, gương thiệt. Số em sao luôn, bé điệu là đen ơi. Rồi, tới bé điệu nè. Được chưa? Chưa bắt đầu chưa? Chuẩn bị nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Hôm nay gì vậy chồng? Hôm nay gì vậy chồng? Mẹ giận. Mẹ giận. Là con ghế. Mẹ giận ghế. Chị biết đậu. Mẹ biết đậu. Gấp đậu nè. Gấp đậu nè. Con đau ghê luôn á, thiệt á. Dâu bị trả ghê. Vô mẹ con giận nữa. Rồi mẹ con giận nữa. Là con gái. Là vừa gấp đậu. Vừa gấp đậu. Vừa mới nhảy. Vừa vừa mới nhảy. Mày nhảy hơn chủ nhân. Nhảy. Nhảy chứ biết làm gì nữa. Nhảy không biết làm gì nữa. Mình chỉnh trang lại tốt. Mình chỉnh trang lại tốt. Đánh má hồng. Đánh má hồng. Mạnh lên nữa, đánh má hồng. Mạnh lên nữa. Rồi, bắt đầu. Đâu đâu. Bốc ăn. Bốc ăn. Đau quá. Hết 3 khúc. Cười kìa anh. Nó cười kìa. Nó cười này. Bé được cười rồi, bé điệu thua. Bé điệu thua rồi. Bé điệu thua rồi. Bé điệu bị điên rồi. Tự nhiên bé điệu bóc đi, bé điệu ăn rồi. Tự xử mình luôn. Tự làm khó mình luôn. Như vậy là ở phần thứ này tiếp tục là phần chiến thắng của bé đen. Chúc mừng em. Yeah. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là ha. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Các bạn ngày hôm nay đã rất cố gắng để có thể vượt qua các nhiệm vụ và thử thách của chùm cuối. Ai cười là thua. Ngày hôm nay xét theo kết quả thì người mà bị thua nhiều nhất đó chính là bé điệu. Đó. Bé điệu thua nhiều nhất. Đúng. Vừa vừa bị đúng đánh rồi. Mà vừa ăn châu chấu. Tự hại mình luôn. Mà tự hại rồi. Bị đánh nhiều nhất luôn. Cừ là thua. Bé điệu em sẽ bị phạt một hình phạt. Đúng rồi. Gì phạt nữa hả? Bây giờ mình phạt gì? Chùi xuống dưới đây. Thì quánh, quánh chùi vô quán. Thôi trời. Thượng phương bảo kiếm đâu. Cảm ơn mấy đẹp. Mọi người quýnh một cái. Xin hàng, xin hàng, xin hàng. Trời ơi, giống giao thừa quá. Đưa cái này ra, bia ra làm sao tí. Ừ. Rồi. Bao nhiêu cái bực tức ở trong người nè, chú cái mông lên. Ha. Lạ hôm nay á là phải thả. Trời ơi, tính ra là con quen sàn luôn á. Giờ này cười được rồi đó. Đây. Cái cuối nè. Ô, cái cuối nè. Cái này là cái sở trường nè. Quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay Cười là thua. Hãy gặp gỡ chúng tôi tiếp tục vào khung giờ này vào tuần sau. Xin chào tạm biệt. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Mình chào chương trình nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình tên Hà Văn Đạo. Mình sinh ngày 4 tháng 3 năm 1993. Hiện tại mình đang ở tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Và đang công tác làm việc tại 464 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Mình đang làm cho công việc mình đang làm công việc vận chuyển bên Shopee. Thu nhập của mình tầm khoảng trên dưới 30 triệu. Ưu điểm thì mình là người biết lắng nghe. Biết lắng nghe và chia sẻ
biết nấu ăn một chút, công việc nhà mình biết làm, biết ca hát một chút. ok. Bọn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì. Ok nhá, một đoạn này nhá. ok bạn. Nhược điểm thì chiều cao mình hơi hạn chế. Gặp nếu mà gặp các bạn nữ thì đôi khi lúc đầu mình không chưa biết cách nói chuyện, chưa biết cách nói chuyện, nhưng nếu mà quen rồi thì sẽ nói chuyện nhiều, được nhiều hơn. Và cũng cũng hay quên. Mình hiện tại mình cao 1m60. Cân nặng của mình 60 cân. Mối tình chính thức thì có một từ tuổi à ok bạn. Mình quen bạn ấy là từ hồi cấp 2 học cùng nhau. Đến năm cấp 3, bắt đầu cấp 3 thì cuối năm cuối cấp 2 đầu cấp 3 thì yêu nhau. Đến hết đại hết học hết cao đẳng. Cỡ tầm khoảng 6 7 năm gì đấy. Ở cùng quê, mối tình đầu của mình là vậy. Chia tay thì là do gia đình, chung là cũng là do gia đình, và thứ nhất cái thứ hai nữa là đấy mình cũng hơi nhút nhát một chút, mình cảm nhận thế. Không, ý là mình là phía gia đình bạn 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 nữ ấy bạn. Không, mình cảm nhận thấy thế, mình cảm nhận là thấy bên phía gia đình không đồng ý, vì trong quá trình mình có yêu ấy thì mình cũng xuống nhà chơi rất nhiều, vì ở cùng xã mà thì cũng xuống nhà nhiều, nhưng mà nên là vì sau này thì ý gia đình bạn nữ muốn lấy chồng nàng hơn, dạo lại vậy. Mình thì mình mong muốn tìm kiếm một bạn nữa ở miền Bắc, ngoài Bắc thì tốt. Độ tuổi thì mình không quan trọng tuổi, về tính cách thì về ngoại hình thì bình thường là được, không cần tính cách thì biết quan tâm, biết lắng nghe người khác, phải không? Tuổi tác thì tuổi tác thì mình không quan trọng. Lớn hơn một hai tuổi cũng ổn, không vấn đề gì. Mình không thích người bạn nữa. Mình vì mình cũng ít ít cái số bạn các bạn gái, nên là mình cũng chưa nghĩ ra là mình không thích cái gì, điều gì ở phụ nữ. Mình không thích là không thích nói dối, mình không thích nói dối. Với nhau thì nó là có cái gì chia sẻ với nhau, mình thích những người như thế, và mình thích những người
trưởng thành, biết tự lập. Nhưng mà nếu mà chương trình mà quay ghi hình trong Sài Gòn thì cũng phải có thể báo trước cho mình được một thời gian nào. Báo trước dùng mình tầm khoảng chục hôm, 7 đến 10 hôm để mình sắp xếp công việc ấy. À, bạn ơi, mình cho mình hỏi chút là nếu vào trong nữa là vào trong là vào thẳng bên trong đấy luôn hay là gì ạ? À. À, ok bạn. Cảm ơn chương trình nhá. Và mình theo dõi chương trình khá lâu rồi, 3 4 năm rồi. Và cảm ơn các bạn nhé. Và ok bạn. Camera điện thoại rồi nên Được là rồi, anh cứ vui vẻ thoải mái chia sẻ giúp tụi em nha. Đầu tiên là mời anh giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Mình tên là Nguyễn Tứ Đại, sinh năm 1989, hiện tại đang công tác tại TOTA Hoàn Kiếm, phòng kinh doanh, chức vụ nhân viên kinh doanh của phòng kinh doanh TOTA Hoàn Kiếm. Mình cũng đã kết hôn một lần rồi, cũng đã ly hôn được 1 năm. Hiện tại bây giờ cũng đang có nhu cầu muốn tìm một người bạn nào đó để phía ngoài Bắc không? Là anh Đại là hiện tại đang ở Hà Nội. Nếu mà chương trình ghi Đúng hình trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình vào được không anh? cũng được thôi, nhưng mà mình không muốn tìm người ở trong đấy nữa, tại vì vợ cũ của mình là người ở trong đấy. Rồi cái chuyện mà tìm người như thế nào mình tính sau. Bây giờ anh chia sẻ với bọn em trước đi. Là về bản thân anh có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Mình thì tính cách thì hiền lành, cũng thuộc dạng như ưu điểm thì hiền lành, thứ hai nữa là nhẹ đấy. Còn nhược điểm của mình thì nhiều khi thì vì công việc với áp lực công việc thì tính hơi nhiều khi cũng hơi nóng tính đấy, nhưng mà về nói chung là về công việc thì điều kiện tài chính thì mình cũng làm được, không 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 vướng bận gì cả Rồi, đấy. vậy thì cái cuộc hôn nhân trước của anh thì như thế nào? Anh kết hôn bao lâu và lý do vì sao mà mình lại ly hôn? Có con gì chưa ha? Anh chia sẻ nha. Mình đã có một bé 3 tuổi rồi, thì một cái ly hôn kết hôn năm 2018, và sau đó thì ly hôn năm 2022. Cũng vì là lý do là trước thì hai gia đình rất là gần như nhau, sau đó thì gia đình nhà cô ấy thì chuyển vào trong Nam, thì cái cách văn hóa của người Nam với lại là người Bắc thì không 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 sau khi ấy thì mình thấy là sau khi hôn thì là không hợp nhau, vì cô ấy không có ý định là muốn ra ngoài Bắc lập nghiệp nữa, mà cô muốn ở trong đấy, trong khi thì bố mẹ mình thì không không có nghĩa là gia đình mình cũng neo người, có một mình là mình con trai thôi, nên là bố mình thì lại bị ốm, thành ra mình cũng cũng không không thể bỏ ông ở ngoài này được, thì rất là nhiều lần thuyết phục vợ mình là chuyển ra ngoài Bắc để mà an cư lạc nghiệp, nhưng mà vợ mình không đồng ý. Sau đó thì mâu thuẫn dần dần từ những chuyện nhỏ lên chuyện lớn, rồi kết thúc đỉnh điểm là vào tháng 4 năm ngoái, cũng bằng tầm này giờ này,
Đúng rồi. Rồi, có nghĩa là vợ anh hồi trước là quê ở Bắc luôn hay sao ạ? Đúng rồi, vợ mình trước là người Bắc. À, là cùng gần nhà này kia các thứ, nhưng mà chuyển vào Nam, bắt đầu là chỉ muốn sống ở trong Nam thôi. Vậy thì là bé của anh là 3 tuổi, là bé trai, bé gái đang ở với ai anh? Bé trai 3 tuổi rồi. Là đang ở bây với mình luôn hay sao? Đang ở với mẹ. Ờ. Nè. Rồi mình có thường qua lại thăm nom chăm sóc con cái hay sao không? À có chứ. Một năm mình vào, mình vẫn gửi tiền theo như bình thường. Một năm mình vào tối thiểu 2 lần. Ừ. Rồi có khi nào vào gặp lại, nói lại tình xưa không? Cũng không. Tại vì cũng mới năm mà. Ừ. Nói lại tình xưa, tại vì thực tế là cô ấy không, nói chung là cô ấy không không có tôn trọng gia đình nhà chồng. Ừ. Bố mình cũng, nói thật là bố mình cũng bị ung thư ấy. Ừ. Đấy. Xong rồi nói chung là cô cũng chẳng tôn trọng gia đình nhà chồng, cũng chẳng để ý việc đến việc bố mẹ chồng như nào, thành ra là mình cũng hơi bị bất mãn. Ừ. Đấy, một bên này là vợ, một bên là bố mẹ, bố mình thì ốm nặng, không phải là cái căn bệnh nó nhẹ nhàng gì cả. Ừ. Nên là thấy vợ anh thế cũng, nói chung là cái tinh thần của người chồng, người ta cảm giác như, kiểu như nó bị hụt hẫng ấy. Ừ. Đấy. Sau này hai vợ chồng cũng không có cái gọi là cái sự chia sẻ trong cuộc sống hôn nhân đấy. Ừ. Đấy. Cô ấy chỉ cần một điều là làm sao để mà có tiền nuôi cho con là được, còn cô rồi. Không quan tâm là gia đình nhà chồng như thế nào. Rồi là gia đình mình là có một mình anh thôi hay là có anh chị em gì không? Mình có một người em gái nữa nhưng mà cũng đi lấy chồng rồi. Ờ. Nên là bố mẹ thì nó cũng nói thật là bố thì cũng đang bị ung thư nhưng mà cũng mới ở giai đoạn đầu. Còn mẹ mình thì nói chung là cũng kiểu đường mười mấy năm nay rồi. Rồi ok, vậy thì là bây giờ là anh sẽ mong muốn một cô gái nào đó là ở Hà Nội luôn đúng không? Có thể là Hà Nội hoặc có thể miền Bắc thôi. Ừ. Rồi miền Bắc nè, cùng hoàn cảnh cũng được ha. À đúng rồi. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không anh? Trời, cũng chẳng có yêu cầu gì cả. Chỉ cần người ta thương mình thì mình có thể thương thương người ta được mà. Tại vì chính mình cũng sống ở Việt Nam mấy năm đấy. Ừ. Mình cũng hiểu. Là bây giờ ở Hà Nội là nếu mà lấy nhau là cũng có nhà cửa ngoài Hà Nội ở được mà đúng không? Ừ, mình cũng đang có kế hoạch vì mình mới chuyển ra ngoài Bắc, ngoài Hà Nội này từ tháng 12 năm vừa rồi ấy. Ừ. Tháng 12 dương lịch của 2022 ấy. Mình mới chuyển ra ngoài này, còn trong kia thì mình cũng có nhà, có cửa đàng hoàng. Nhưng mà là có nhà, anh có nhà ở đâu? Mình có nhà ở huyện Hóc Môn ấy. À. Ngay chỗ chợ, rồi. Ngay chỗ chợ đầu mối ấy. Ừ. Rồi bây giờ anh ra ngoài Bắc thì nhà Hóc Môn để cho ai? Bây giờ mình bán rồi. Nhà mình bán rồi. Rồi. Ok. Anh còn yêu cầu gì về người phụ nữ này nữa không? Không, chẳng có yêu cầu gì cả. Ừ. Rồi ok. Hôm nay thì bọn em chỉ tiếp nhận những thông tin cơ bản thôi ha. Nếu mà mình được chọn á, thì sẽ có biên tập trao đổi liên lạc thêm với anh nha. Và biết đâu có duyên thì là ở ngoài Bắc mình không gặp nhau mình lại gặp nhau trong chương trình, cả hai cùng bay vào đây để mà tham gia nha. Mình cũng hy vọng như thế. Rồi ok, cảm ơn anh Đại ạ. Mình cách tin xong rồi đó. Dạ rồi, chào anh ạ. Ok, nếu rõ rồi thì chắc mình bắt đầu luôn ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. À, cho nên là em thật là tự tin chủ động nè, chia sẻ, bọn chị đã nhìn thấy hình ảnh em qua điện thoại rồi nè, cho nên là mạnh dạn lên chia sẻ, giới thiệu về mình đi, họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ, trước tiên em giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Công. Nguyễn gì em? Nguyễn Minh Công. Nguyễn Minh Công, rồi nói hơi nhanh nha, nói từ từ thôi. Nguyễn Minh Công, em sinh năm 1995, quê em ở Vĩnh Phúc. Hiện tại thì em đang sống ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Còn làm việc ở dưới Thuận An, Bình Dương. Rồi làm công việc gì em? Em làm chuyên vận hành máy dây chuyền sản xuất đó chị. Ừ.
Công ty em là vận hành sản xuất về cái gì? Em làm P&G sản xuất về nước xả vải Downy. À, hôm nay được nghỉ làm hay sao? À, thì em đi làm theo ca, hôm nay là em đi ca đêm. À, nay đi ca đêm rồi, em làm như vậy thì thu nhập của em thì như thế nào? À, tập thì cũng ổn định gì. Ổn định là nhiêu? 20 triệu, 30 triệu hay nhiêu? À, khoảng 20 trên Ừ. dưới. Bạn hai chục rồi, ok. Công nói về bản thân em đi, em là em tự tin nhất cái gì, điểm mạnh điểm yếu làm sao, rồi có tài lẻ gì hay không nha. Rồi Dạ em thì ưu điểm của em thì thường là mọi người đánh giá nha, theo mọi người xung quanh đánh giá em thì hiền lành. ừ Khó là việc tiếp đi, bọn chị vẫn đang nghe. rồi theo em là điểm mạnh, còn cái điểm yếu của em thì nó hơi em làm việc nó hơi cầu toàn một xíu nên là nó hơi mất nhiều thời gian đó chị. Sở thích thì thường em thích thể thao và ca nhạc, ca hát. Rồi hát thử chị nghe Hát thật gì? đi. Ừ. Nè, đáng lẽ là em phải tự tin tới mức là em thích thể thao, em thích ca hát, sẵn đây em hát tặng mấy chị luôn một bài cho vui vẻ ha. Đó là thể hiện sự tự tin của mình đó, rồi hát luôn đi. Từng để cuối. Dạ Hát luôn em ơi, làm luôn đừng để dành. dạ vậy em sẽ hát một một đoạn nhỏ cái khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Em thấy cái lời đúng gì? Hát đoạn điệp khúc hay gì được rồi. Ý là em sao quên lời chứ, để em mở cái lời em hát. Mở cái lời nó mất cái hình nghe được không chị? Không, chị phải nhìn mặt em để thấy biểu cảm em hát làm sao. Chị không có quan trọng lời đâu, hát sai lời cũng được. Rồi em sẽ hát một đoạn nhỏ cái khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Người yêu ơi, có mình đã heo khô, mặt lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Không quên hết. Rồi ok, trước đây là em đã trải qua mấy mối tình rồi, chia sẻ cho chị nha. À, trước đây thì em có một mối tình cũng gọi là đơn phương 2 năm chị. Cái đó gọi là một mối tình chính thức, còn lại là đa số là quen rồi đi tìm hiểu nói chuyện được khoảng 1 tháng 2 tháng là không hợp là thôi. Ủa, từ từ, đơn phương 2 năm mà sao em gọi là chính thức? Đơn phương là mình em đơn phương chứ người ta đâu thích em đâu, đúng không? Hay sao? Đơn phương có nói ra không? Dạ không, cái đó có nói ra nhưng mà tại vì bạn bên kia bạn ngập ngừng không có trả lời gì, có đi ăn đi chị. Rồi những mối tình kia làm sao, quen có 1 2 tháng dừng lại? Dạ thì tại vì có trong công ty em làm việc thì hạn chế mấy bạn nữ lắm, một hai bạn thì cũng tiếp xúc giao tiếp tìm hiểu qua 1 2 tháng cái, nói chung mấy bạn không thích nên là cũng không có tiếp tục. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người như thế nào? Rồi dự định khi nào cưới được hay là sắp tới như nào, tương lai làm sao? Để mình phải biết, để các cô gái nghe người ta còn tin tưởng, người ta chọn em. Lên chương trình thì em mong muốn tìm một người bạn nữ ngoan hiền phép, phải biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Ngoại hình không không có yêu cầu cao, ngoại hình cân đối là được rồi. Em chiều cao cân nặng của em là bao nhiêu á? À, em cao 1m64, nặng 57 kg. Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái làm sao em? À, tuổi thì có thể nhỏ hơn em là lớn hơn em 2 tuổi. Vùng miền thì em ưu tiên quên em lựa chọn là thường những bạn nữ mà có quê ở miền Bắc giống em và đang sinh sống làm việc ở thành phố. Giờ không có miền Bắc mà người ta ở trong thành phố thì được không hay là sao?
miền Bắc đó là ưu tiên lựa chọn của em, miền Bắc hoặc là những bạn miền Trung và tới những bạn miền Nam. Ưu tiên thứ tự vậy ha. Rồi còn gì nữa không, còn yêu cầu gì đặc biệt không, có mẫu bạn gái nào giống ai không? Mẫu bạn gái em thì thường em theo thích những người và nữ có cách sống giống như nữ ca sĩ Phi Nhung á chị. À sao thích giống như chị Phi Nhung? Là sống lúc nào cũng vui vẻ, giao tiếp người ngoài, rồi có lòng vị tha nhân hậu. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha, nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em biết nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn chị và chương trình. Rồi em chào chị. Ok chào em, mình thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ dạ rồi em chào chị.